Với các bạn đã làm rất nhiều những cái cực kỳ bất ngờ. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông khiến Ngộ Độc Tình toát mồ hôi khi livestream trực tiếp để nói về một bí mật. Tất nhiên, nó liên quan đến chính quyền thế giới. Tiến sĩ hiểu biết và nghiên cứu nhiều năm, ông sẽ vạch mặt mọn thượng tầng để cả thế giới thấy được sự thối nát. Dù vậy, rốt cuộc với các bạn muốn nói điều gì, điều ấy đủ khiến ông trở nên vĩ đại như cách Roger hay Râu Trắng mở ra thời đại mới, cũng chỉ bằng một vài câu. Liệu đây có phải là cú hit làm cho One Piece đi vào giai đoạn hỗn loạn nhất hay không? Hôm nay mà các bạn cùng mình tìm hiểu về chủ đề điều với các bạn muốn tiết lộ ngôi đền huyền thoại chào đón tiến sĩ nhá. Let's go. Trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên ghé qua Weibo Empire. Đây là một cái số báo anime với rất nhiều bộ như One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, vân vân. Với mày do chính mình quản lý. Hình nhìn sắc nét với những cái mẫu mã rất là đẹp. Khi mua các bạn nhấn nhập mã giảm giá được free ship nhá. Link ở trên phần mô tả và comment đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vạch trần tội ác chính quyền. Với các bạn làm việc cho chính quyền từ rất lâu, ông tiếp xúc với đám cầm đầu thực hiện nhiều dự án khoa học giúp cho họ. Vì vậy, 100% tiến sĩ nắm đầy bí ẩn về tội ác của bọn thượng tầng. Đó đồng thời là một thứ có thể nhắc tới trong buổi livestream của Vegapunk. Mang cái danh chức chính trị quân sự lớn nhất thế giới, nhiệm vụ liên kết các quốc gia, bảo vệ người dân, hòa bình, tiêu diệt bọn cướp biển và những kẻ xấu. Thế nhưng, chính quyền thế giới trong One Piece thì lại ác hơn như vậy. Trong quá khứ, bọn này từng làm khá là nhiều điều man rợ, diệt chủng hàng loạt. Khiếp nhất là vụ Ohara, tất cả học giả Uyên Bác bị giết sạch, chỉ còn Nico Robin là may mắn sống sót cuối cùng. Mà đứa trẻ ấy vẫn bị gán cho cái mác ác quỷ, rồi sống chui sống lủi khỏi sự truy bắt. Vegapunk bây giờ có tới viếng thăm ông bạn Clover của mình. Hơn này hết, tiến sĩ dành sự kính trọng to lớn cho cố học giả. Thậm chí Vegapunk đã nói Clover chính là nhà sử học vĩ đại nhất. Ông hiểu điều người ở Ohara chỉ đơn giản đang nghiên cứu trí thức, họ không có hành động chống phá gây rối nào, thế mà vẫn rước họa vào thân. Sokka, bản sao không một của tiến sĩ từng thể hiện sự thương tiếc dành cho vụ việc quá khứ, nó chứng tỏ với các bạn rất a cay chính quyền khi họ súng tay với cư dân Ohara. Sự thật của vụ việc này có thể sẽ được nhắc tới như là một ví dụ minh họa cho cái tội ác vãi linh hồn của bọn thú đội lớp người ngoài kia trong buổi livestream. Nó không phải là vụ duy nhất, chỉ đơn giản nó là hot nhất. Khả năng Vegapunk biết thêm mấy vụ tương tự rồi sẽ kể luôn để làm minh chứng. Ngoài sự diệt chủng, việc phân biệt đối xử, coi mạng người như cỏ rác, bắt các tộc đặc biệt làm nô lệ cho chúng, nó cũng được lên sóng. Bởi lẽ, người mà Vegapunk cực kỳ tôn trọng là nạn nhân cho cái sở thích sưu tầm nô lệ của bọn Thiên Long Tinh. Vâng, Kuma, hậu duệ của tộc Buccaneer. Xuyên suốt các chapter về flashback của Bạo Chúa, chúng ta thấy Vegapunk rất cay cú mấy cái đề nghị tào lao của Satan. Tiến sĩ chứng kiến người bạn hiền lành bị thao túng trong tay Ngũ Lão Tinh, kết cục trở thành nô lệ cho chúng, ngày ngày chịu hành hạ, giờ thì chúng chả cách gì một con người vô hồn. Hơn hết, nhắc tới Buccaneer không chỉ Kuma mà đời đời chủng tộc này đều bị nhắm đến. Lý do thực sự thì chúng ta cũng đéo biết, nhưng ắt hẳn tiến sĩ nắm được phần nào sự thật. Câu chuyện cá nhân của Kuma và chủng tộc của ông chắc chắn lấy được nhiều sự đồng cảm, nước mắt của bất kỳ ai khi nghe đó các bạn. Ngay người đọc chúng ta nghe thấy thì những người mà người ta được nhìn trên màn ảnh livestream từ Vegapunk thì người ta còn cảm thấy như thế nào. Điều đó mới đẩy cảm xúc lên một nấc thang mới. Người dân sẽ căm phẫn chính phủ khi họ dám đối xử với người vô tội như vậy. Thế là ta có hai minh chứng cho sự độc ác của chính phủ. Tiếp theo thì mình tin tiến sĩ Vegapunk sẽ nói luôn cái vụ ở thế kỷ trống. Vegapunk là số ít nhân vật còn sống nắm được bí mật từ 800 năm trước các bạn ạ. Đến đâu biết nhiều hay như nào thì chưa rõ. Có điều ông từng đến Elbeth để đọc lại nghiên cứu của học giả Ohara, cộng thêm việc tự tìm tòi thêm, số bí mật tiến sĩ biết chắc chắn là phải tầm đó trên 50%. Chỉ riêng lượng kiến thức của học giả đã đủ đẩy Ohara vào con đường diệt vong ngay lập tức. Thử hỏi một người thừa kế trực tiếp tri thức ấy vừa nghiên cứu thêm như Vegapunk, má tầm này là phải gọi bố của sự nguy hiểm mẹ luôn, khả năng gọi là SSS độ nguy hiểm. Khả năng ông đã đi rất xa, xa hơn chúng ta tưởng tượng. Ở chương 395 trước khi mất, giáo sư Clover có nói về cuộc chiến giữa 20 quốc gia với cổ quốc. Ông thậm chí sắp nói tới tên của đất nước tiền tuyến kia. Tiếc thay, giáo sư ăn ngay một viên kẹo đồng. Qua đó chứng minh học giả Ohara đã điều tra được cái tên cổ quốc luôn rồi, thậm chí sơ lược cuộc chiến 800 năm trước. Vegapunk cũng biết. Thế thì trong buổi livestream, tiến sĩ đã nói tiếp những gì dang dở của giáo sư Clover. Tên quốc gia tiên tiến kia sắp sửa được công bố trên toàn thế giới. Ngay sau đó là đến tổng quan cuộc chiến lịch sử, lý do nó xảy ra, ai là người cầm đầu hai phe, tất cả đều sẽ được liệt kê. Nhắc cái kẻ thao túng thì cái tên Im liệu có lộ ra với tư cách đại ca 20 quốc gia, người dẫn đầu đánh bại phía Joy Boy hay không? Theo mình
là có. Tuy nhiên VKBank chỉ nhắc chứ đéo biết ông nội kia còn sống tới bây giờ. Cái tên im không thực sự quá bí ẩn đâu, vì Sabo khi trở về trụ sở đã báo cáo tình hình này cho Dragon rồi. Cậu đã nhắc về im. Ngay lập tức Ivan nhận ra tên im đó thuộc một trong 20 vị vua. Sư phụ Sanji còn nói im thuộc dòng dõi Nerona. Nói chung đầy người biết tên vị vua 800 năm trước lắm. Quan trọng là VKBank biết nhiều hơn về cả việc Imu cầm đầu tất cả trừ sự bất lão của hắn ra thôi. Tổng kết thì tiến sĩ có lẽ sẽ kể về cuộc chiến 800 năm trước, sự tham lam độc ác muốn thống trị thế giới của chính quyền, cộng thêm việc liệt kê tội ác man rợ của chúng cho toàn thế giới biết đến, giống như cách mà Rồ Trắng đã tuyên bố One Piece có thật trước khi mà ông hy sinh vậy đó các bạn ạ. Kẻ mang đến bình minh và cuộc chiến lịch sử. Tất nhiên, chỉ nói về chính quyền thì làm sao mà đủ đúng không các bạn? Cho nên mình tin rằng VKBank cũng sẽ nói tới Nika, thứ rất là quan trọng. Joy Boy hay kẻ mang đến bình minh. Điều tra về cổ quốc thì kiểu éo gì, chả ra câu chuyện về cậu bé cười. Thậm chí khi gặp Kuma thì tiến sĩ còn được vị mục sư bơm vào đầu những câu chuyện liên quan đến thần mặt trời nữa. Cho nên niềm tin của ông ngày càng được củng cố hơn. VKBank chắc là người tin Nika có thật chắc chỉ sau mỗi Kuma các bạn ạ. VKBank là số ít nhân vật tin và chờ Nika giáng thế. Mình nghĩ ông ấy biết được cái mốc thời gian quan trọng khi cậu bé cười chào đời, trưởng thành rồi thực thi định mệnh mang lại bình minh. Từ cơ sở này, tiến sĩ có thể khơi dậy hy vọng cho người dân bị áp bức bằng cách đơn giản là thốt lên câu Nika thực sự sẽ đến. Mà, bà cháy bọn chết chưa? So với câu One Piece thật sự tồn tại của tứ già râu trắng thì câu của tiến sĩ nó cũng phải là 9-10 đấy. Trên thế giới, nhiều người thờ phụng Nika. Dù với họ thì đó giống như là một cái thần thoại. Bất chấp như thế, tất cả vẫn tin tưởng và cầu nguyện. Đặc biệt các nô lệ hay các chủng tộc, quốc gia bị áp bức. Fuzufu từng nói ở nhà tù Impel Down, người ta truyền tay rằng hãy cầu nguyện với thần mặt trời để nhận được sự cứu rỗi. Buccaneer hay Lunarian, trong lúc tăm tối nhất họ cũng đã làm như vậy. Với các bạn, Nika đang được mong chờ rất nhiều nhưng đa phần thì còn mơ hồ. Nhiệm vụ với các bạn là biến sự mơ hồ đó trở nên rõ nét hơn, khiến người dân đổ dũng khí lên để phản kháng Vinica. Vinica sẽ sớm đến giúp họ lấy lại tự do. Đồng thời, nếu VKBank nhắc đến thời khắc cuộc chiến thay đổi thế giới xảy ra, nó góp phần cho phía quân cách mạng rất nhiều bởi họ vừa tuyên chiến với chính phủ gần đây. Nika tồn tại hay định mệnh đại chiến, chúng đều bấp tinh thần cho các thành viên quân cách mạng. Ở tổ chức này, người ta gọi Robin là ánh sáng cách mạng bởi khả năng đọc văn tự cổ của cô, tức Dragon muốn tìm ra sự thật thế giới. Dựa vào nó, dựa vào thần mặt trời Nika để củng cố niềm tin cho quân đội và đồng minh của mình. Có nhiều cuộc chiến, người ta ra trận không dùng sức mạnh cơ bắp các bạn ạ, thay vào đó là ý chí, đức tin và hy vọng. Họ chấp nhận ngã xuống chỉ vì tin tưởng bình minh sẽ đến sau dòng bão. Nika, Joy Boy, kẻ mang đến bình minh, lời khẳng định về sự tồn tại nhiên liệu đất binh hoàn hảo nhất. Để cho một minh chứng rõ ràng hơn về cái việc là niềm tin, đức tin nó sẽ gọi là giúp con người ta kiên cường và ý chí ra sao, thì các bạn hãy ra rạp để xem phim Dune 2. Thì các bạn sẽ nhận thấy một rằng niềm tin và đức tin nó cho con người sức mạnh và mù quáng như thế nào nhá. VKBank có vĩ đại được như các huyền thoại. Với những điều bên trên, lòng dân chắc chắn loạn hết cả lên. Ngay khi live, tiến sĩ đã thu hút hàng triệu lượt view, nó đang tăng theo cấp số nhân. Bởi danh tiếng của tiến sĩ khoa học đi trước thời đại 500 năm, nó đủ thuyết phục bất kỳ ai, buộc họ phải đeo dõi thứ mà ông sắp nói ra, không phải như một thằng khứa xàm lìn đang nói chuyện, mà đây là nhà khoa học thiên tài đang nói chuyện. Qua chương 1109, ta thấy nhiều người tỏ ra hào hứng và bất ngờ khi thấy VKBank bằng xương bằng thịt trên màn hình, vì trước giờ chỉ nghe danh của ông mà thôi. Dù chỉ mới xuất hiện, nhà ai nấy đều tất bật chuẩn bị thêm màn hình theo lời tiến sĩ kêu gọi. Lời nói của ông nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Vậy, nó đổ giúp tiến sĩ vào ngôi đền huyền thoại hay không? Trong One Piece có rất nhiều ngôi đền huyền thoại về mặt sức mạnh. Chúng ta có Roger, Rocks, Râu Trắng, Garp, Sengoku, Rayleigh, vân vân. Tuy nhiên trong câu chuyện mà ta được thấy, chỉ hai đại nhân vật huyền thoại mở ra được thời đại mới. Thứ nhất, Roger. Ông tìm thấy One Piece sau hàng trăm năm không ai tìm được. Hành trình của ông được tất cả thán phục. Ở những khoảnh khắc cuối cùng cuộc đời, Roger nói với toàn thế giới: kho báu của ta để ngoài kia, ra đấy mà tìm. Câu nói của ông đã mở ra thời hoàng kim, khiến chính quyền phải vất vả hơn vì hải tặc trở thành một cái nghề cực kỳ hot trend. Nhân tài xem sau đó rất nhiều. Kế đến là ai? Đó là Tứ Hoàng Râu Trắng, người đàn ông mạnh nhất thế giới, có cho mình cuộc chiến quyết liệt ở tuổi 72 tại tổng bộ hải quân Marine. Dù không ở trong thể trạng tốt nhất, ông thể hiện cũng cực kỳ xuất thần. Trước khi chết, người đàn ông này hiên ngang đứng đó như một tượng đài bất diệt, đồng thời thốt lên công The One Piece is real. Nó thúc đẩy thời đại mà ông bạn Roger tạo lên một tầm cao mới.
Hai anh ta còn chẳng mơ hồ nữa, chúng biết kho báu ngoài kia chẳng phải cú lừa rồi, cho nên càng điên cuồng tìm kiếm hơn. Và đó chính là hai huyền thoại thực thụ, chỉ bằng vài lời nói đã tạo ra thời đại mới. Về cái bằng sắp tới khả năng làm được cũng như thế các bạn ạ. Chắc chắn là ông hoàn toàn xứng đáng, bởi dù tiết lộ về lịch sử chống Nika hay tội ác của chính quyền, nó đều giúp bọn thượng lôi tầng xuống và trần sự xấu xa của chúng để các chiến sĩ có thêm niềm tin về con đường của họ chọn và các quốc gia khác nghi ngờ về nền văn minh của mình đang đi theo. Điên rồ hơn, bộ máy chính quyền sẽ lục đục luôn đấy chứ. Hải quân không phải ai cũng xấu, thậm chí có vài khứa còn cay cấp trên. Có ai các bạn? Fuji Tora chẳng hạn, hay các thành viên nhóm của SWAT, kể cả Kizaru trong Arc Ecos này còn thể hiện sự tiếc nuối khi phải nghe lệnh xuống tay với người bạn bè cũ. Nếu biết thêm về mấy thứ xấu xa kia, nhiều khả năng hải quân sẽ quay xe. Tóm cái váy lại, thiên tài khoa học về cái bằng xứng đáng xếp trung mâm với vua hải tặc, tất nhiên trả với sức mạnh và là sự đóng góp cho thời đại. Giai đoạn và sự hỗn loạn nhất lịch sử sẽ bắt đầu khi tiến sĩ kết thúc buổi livestream. Và vừa rồi là một bài phân tích rất là kỹ của mình, các bạn thấy sao? Comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Đừng quên lại cho mình một like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.